Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu Travel sẽ đưa đến cho mọi người một cái gọi là không gian du lịch cực kỳ thú vị luôn. Đi cùng với mình hôm nay đó là gia đình mình, gia đình chị Hoàng Quyên và bạn Phường Thạch là một local guide tại Hồ Tràm. Và hôm nay có một điều rất là thú vị là trong cái chuyến hành trình ngày hôm nay để khám phá Hồ Tràm đó thì có một cái công việc rất là hấp dẫn của ông Phường Thạch. Đúng rồi, hôm nay Phường sẽ bắt hến đại cả nhà bạn Phước Sửu một món cháo hến vô cùng ngon. Wow, trời ơi, còn những cái con hến này là bắt như thế nào? Mình chỉ cần vậy hả? Mình xúc dưới cát là bắt đầu mình có thể là bắt được luôn hả Phường Thạch? Dễ vậy à? Quá luôn đây. Đây để xem cái kết quả của bạn Phường Thạch và Phước Sửu trong vòng 5 phút đây cả nhà. 5 phút mà được như thế này cả nhà ơi. Hơn nửa ký rồi cả nhà. Trời ơi. Trời, cái này mà nấu canh chua với lại nấu canh mùng tơi nè, hoặc là nấu nấu món gì nhỉ? Nấu lẩu hay là món gì nữa Phường Thạch hả? Nấu cháo, nấu canh. Nấu cháo, nấu canh nữa, quá tuyệt vời luôn. Đây. Đây. Đây, quá trời luôn ha. Đúng là một hình thức du lịch khá thú vị phong Phường Thạch. Nói chung là mọi người đến với Hồ Tràm cứ nghĩ là chỉ có mỗi mình biển với rừng, nhưng mà đâu có nghĩ là có thác đúng không? Nè, mọi người thấy này, một con hến này vô cùng dễ thương luôn. Đó. Nói chung là xuống dưới đây thì có rất là nhiều cái du lịch trải nghiệm, mà nhất là những gia đình nào có em nhỏ thì chúng ta sẽ có được những cái trải nghiệm mà không phải ở đâu cũng có được. Ví dụ như là chúng ta phải lên tới Bảo Lộc hay Nam Ban hay là Đà Lạt thì chúng ta mới có thác. Nhưng các bạn thấy không? Tại Hồ Tràm này, thác này. Wow, tại cái này là tại Hồ Tràm phải không? Phước Sửu còn không tin luôn cả nhà. Khi trước giờ là Phước Sửu đi du lịch đó, là đến Hồ Tràm á, Phước Sửu chỉ biết đi biển nè, cùng lắm là đi rừng Phước Bửu. Như ngày hôm nay thì cả gia đình được bạn Phường Thạch giới thiệu cho một nơi gọi là check-in cực kỳ đẹp, một khu rừng nguyên sinh, trong đó có nhiều là cây dương sỉ. Rồi mọi người nha, nhìn bạn Phường Thạch nè, chỉ vòng trong vòng 5 phút thôi. 5 phút nè, đó. Trời ơi. Hến là ngon lành rồi. Con này gọi là con ngao hay là con hến? Con hến suối. Con hến suối, cái này nó rất là ngọt phải không? Mà tự nhiên luôn phải không? Tự nhiên. Yeah. Cái này thường mình bắt rồi mình để qua đêm ấy, mình cho nó nhả hết cát rồi sáng mai mình dậy mình sẽ nấu được một nồi canh hoặc là mình sẽ nấu cháo. Rất trời là ngon. Ngon, cái này ngon lắm luôn nha. Sáng mai nhà gia đình Phước Sửu sẽ được ăn cháo hến nha. Yeah, quá tuyệt vời luôn. Chỉ khoảng 5 phút mà hơn nửa ký hến, những ký ngào như thế này nè. Trời, tuyệt vời quá. Thì cho hỏi Phường Thạch một tí xíu. Phường Thạch biết đến cái địa điểm này khi nào và thấy ở đây thì nó còn hoang sơ quá đó Phường Thạch. Thì theo Phước Sửu nghĩ là sắp tới sẽ có nhiều người tìm đến lắm luôn. Đúng rồi, tại một lần tình cờ vợ chồng mình đi về lại Gia Lai thì đi qua cái cung đường này thì thấy có cái biển ghi là thác, thì rất là ngạc nhiên và tò mò. Thế hai vợ chồng thế bảo là thôi quẹo xe vào, thì quẹo xe vào thì vào đến nơi thì thấy đúng là vợ phải wow lên. Ồ, một nơi mà gần biển như thế, gần núi rừng như thế lại có thác. Rồi một lần tình cờ mấy đứa nhỏ nó tắm rồi nó quẳng vào xuống đất thì thấy mấy con hến, thế là mình mới phát hiện ra là có cả thêm một tiếp một hến nữa. Wow, quá tuyệt vời. Cái vị trí này nó cách Hồ Tràm bao xa, và từ Hồ Tràm di chuyển về đây có gần hay không, và có thuận tiện cho cái chuyến du lịch Hồ Tràm mà trải nghiệm mà trong vòng 3 ngày hay đêm như là những khách hàng những cái du khách đến Hồ Tràm hay không? Nó cách Hồ Tràm là khoảng 17 cây. Cách trung tâm thị trấn là khoảng 12 13 cây thôi. Thì đi xe tầm 15 20 phút là tới. Nói chung là hiện nay Phượng đang tư vấn cho mọi người xuống Hồ Tràm đi chơi á, thì một ngày ví dụ như nhà sử sáng nay chúng ta đi rừng, rồi chiều chúng ta sẽ ra biển, rồi sáng hôm sau sẽ đi tắm thác, kiểu là như vậy. Yeah. Thì nếu mà tour 2 ngày 1 đêm thì cũng có thể đi chơi được rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta có nhiều thời gian hơn thì chúng ta sẽ đi một tuần thì may ra mới hết được các địa điểm du lịch ở dưới Hồ Tràm. Wow, thì bạn Phường Thạch biết rất là nhiều địa điểm ở đây. Nếu mà quý anh chị mà cần thêm thông tin hoặc là muốn trải nghiệm du lịch giống như là gọi là cực kỳ hoang sơ như ở đây thì ghé đến Hồ Tràm và inbox hoặc là ngay cho số hotline bên trên để là mình trải nghiệm thực tế và được bạn Phường Thạch dẫn đi tận nơi luôn không bằng Phường Thạch? Tất nhiên rồi, mọi người xuống đây thì sẽ có Phượng
lo từ A đến Z. Qua wow, tuyệt vời. Thì nói sơ qua về cái chỗ ăn uống và những địa điểm du lịch thì mình nói đến những cái chỗ check-in nghỉ dưỡng. Thì ở Hồ Tràm á, những cái chỗ mà check-in nghỉ dưỡng cao cấp thì như Melia, Grand Trip hay là rất là nhiều nơi. Nhưng mà Phượng Thạch có những cái chỗ chill hơn hay không, và những cái homestay nghỉ dưỡng như thế nào mà có thể phù hợp với những khách hàng mà thích hướng về thiên nhiên hay không? Đối với những gia đình mà đi đoàn mà khoảng dưới 10 người thì Phượng có hiện nay có Chim Villa là của gia đình Phượng hiện nay đang kinh doanh khai thác. Còn trong trường hợp đoàn mình nói đi đông á, thì đoàn 30-40 người, thậm chí 100 người thì Phượng vẫn có những cái villa phù hợp. Và với mức chi phí hiện nay cho đoàn là nó dao động khoảng là 1.5 đến 1.5 triệu một người. Yeah. Cái chương trình chọn gói là 2 ngày 1 đêm, bao gồm cả ăn trưa, ăn buffet buổi tối, rồi ăn sáng, rồi ăn trưa hôm sau. Wow. Thì chi phí rất là rẻ và bao gồm tiền ăn, tiền ở, tiền đi lại. Yeah. Thì và bạn Phượng Thạch ơi, về đây là check in biển nè, check in núi nè, check in rừng nè. Bây giờ là mình thấy đảo, thấy là thác giữa đâu rồi. Thì bạn Phượng Thạch, ngoài ra bạn có cái gì mà hoang sơ hơn mà quay về với tự nhiên, mà quay về với lại những cái thời mà khi trước mình còn là khi trước mình còn là trẻ thơ hay không? Giống như là có lúa, có ruộng gì hay không? Nếu mà quay về trẻ thơ thì là chúng ta sẽ có một cái khu nghỉ dưỡng resort The Ruộng. Yeah. Thì ở đó là chúng ta sẽ có được một cái khu nghỉ dưỡng vô cùng là dễ thương, rồi các bé sẽ có được cái không gian nghỉ dưỡng trải nghiệm với cánh đồng lúa xanh bất tận. Yeah, cái đó gọi là The Ruộng phải không? Đúng rồi. Sáng mình vừa mới được gọi là chiêm ngưỡng và được trải nghiệm ăn uống tại đó rất tuyệt vời luôn. Đúng cực rồi. Kỳ những món ăn gọi là đậm chất quê hương luôn. Đồng quê. Mình thích nhất cái cảnh là mình đi dạo ra những cái con đường, những cái bờ kênh và hái những cái trái bình bát không? Đúng rồi, là ở đó có xe đạp cho mọi người đạp xe miễn phí. Buổi sáng thì khách rất là thích là yeah. lấy xe đạp đi dọc cái cung đường kênh để ngắm cánh đồng lúa xanh bất tận á. Yeah. Thì vô cùng là dễ thương. Wow, quá tuyệt vời. Du lịch nói chung là xuống dưới đây là cái gì cũng có, lúa có, hồ có, rừng có, biển có, thác có, rồi chúng ta có những tiết mục cho các trẻ con, ví dụ như là đi tắm công viên nước này, đi tắm hồ này, chèo thuyền kayak này, chèo thuyền sup này, rồi là chúng ta sẽ có những cái đi cưỡi ngựa tham quan trong rừng. Đúng rồi, đi tắm rừng đấy. Rồi còn mình chưa nói là những cái đậm đà những bản sắc dân tộc tại nơi đây nữa. Mình thấy có những cái vũ điệu cồng chiêng mà khi trước bạn Phượng Thạch có thể đưa lên đó. Bạn Phượng Thạch có thể nói sơ qua về cái loại hình văn hóa nghệ thuật đó ở tại Hồ Tràm được hay không? Chính xác hơn thì hiện nay là cách Hồ Tràm khoảng 30 cây thì có một cái khu du lịch văn hóa cồng chiêng của người đồng bào tên là Buôn Green. Trong đó tức là chúng ta đi chơi một ngày ở biển, ở rừng, ở thác xong rồi chúng ta sẽ khao khát có một cái bữa ăn mà đậm bản sắc Tây Nguyên, thì có cơm nam, gà nướng, thử cần, rồi thịt heo đùng kiểu vậy á, một món ăn rất là ngon. Thì nói chung là nó sang ta xuống dưới đây là cái gì cũng có. Quá tuyệt vời. Ai cũng xem video này thì chắc cũng rất là tò mò, thích thú, bởi vì chắc hẳn là sẽ rất hấp dẫn khi trải nghiệm. Rồi cảm ơn bạn Phượng Thạch rất là nhiều nha. Rồi, tiếp tục bắt ngao nha. Ngày mai là mình sẽ có một bữa cháo ngao nha. Bye bye. Rồi bye bye. Rồi bây giờ tiếp tục mọi người cùng với Phước Sửu tắm thác nha cả nhà ơi. Rồi bây giờ là Phước Sửu cùng với mọi người trải nghiệm cái thác này nha. Ở đây là gọi là cái thác Hòa Bình phong Phượng hả? Một cái tên thác rất là độc đáo, tên là thác Hồ Xuân Hương cả nhà. Bây giờ Phước Sửu cùng với bọn người đi trải nghiệm thử cái ngọn thác này như thế nào. Ở đây nó có cao hay không, và nó có dễ đi lại hay không, và có những cái loại tảng đá như thế nào mà nó có phù hợp với lại là cho trẻ em hay không nhé. Như mọi người nhìn thấy nè, ở đây thì những đứa con của người bạn của Sửu và những đứa con của gia đình Sửu từ là khoảng lớp mẫu giáo đến lớp 4, lớp 3, lớp 4 cũng có thể chơi đùa ở đây được nè. Mấy bạn có thể nghỉ ngơi nè, tắm nè, bắt hến nè, bắt cua nè, rồi bắt con ngao nữa luôn. Đấy, một ngọn thác khá đẹp luôn cả nhà. Đến ngọn thác này như mọi người nhìn thấy ở đây thì có rất là nhiều bungalow nè,
có rất là nhiều là ở đây thì có bungalow nè, có homestay nghỉ dưỡng, và đặc biệt ở đây có khá nhiều loại trái cây luôn cả nhà. Rồi bây giờ khám phá thử ngọn thác nha cả nhà. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Tôi đây. Tôi đây. Tôi đây ơi. Tôi đây. Rồi. Bây giờ Sửu cùng với mọi người trải nghiệm ngay trên dòng thác này luôn. Để xem dòng thác này thử là nó có những con gì và mình chơi đùa gì được với ngọn thác này nha. Một cái tên ngọn thác rất là đẹp đó là thác Hồ Xuân Hương, trên cái chùm thác Hòa Bình, thuộc đó là Bà Rịa Vũng Tàu. Xuống đây.